Hello mọi người, và sau đây là Bin. Còn bạn cô đơn. Sau đây là màn trình diễn của hết Bin hả? Hey. Cô đơn chào mọi người. Hello mọi người. Hello cả nhà, lại là Thu xúc xích đây nha. Thì hôm nay Thương có mua 1 ký khoai lang để đãi cho cả nhà nha. Đó, cái này hôm nay cũng có một màn rất là đặc biệt. Đó chính là đợi xíu đi rồi biết. Thôi, tí nữa yên tâm, tí con mời ông Thượng Gòm ăn mà. Mời cái nhà mình ăn khoai lang luộc kìa. Khoai lang này khoai lang Đà Lạt hả? Mời cả nhà ăn khoai lang vàng nha. Khoai lang còn vàng nữa cái thằng này. Vàng. Ừ. Đúng tao không? Nhìn tao biết rồi. Ăn khoai lang rồi nhớ tới thằng Thượng rồi. Yên tâm, rồi. Có hết á. Có ta gọi là gì vậy? Có màn hết á, đợi xíu đi. Tôi thường gồm ra ăn. Tí ra liền. Đó. Con mới rủ ông ra ăn hải sản. Tí ông ra. Người ta ăn khoai lang mà ba kêu hả? Có mang muối theo chấm không? Ăn giỏ bộ giỏ. Ăn rồi, ăn cái gì bộ đó. Ủa, chứ ăn khoai lang bộ ăn giỏ khoai lang rồi bộ gì? Ăn giỏ bộ giỏ. Giỏ gì? Ăn da khoai lang. Đẹp da à. Rõ rồi, đẹp da. Rồi cậu ấy nay đi có chiếc lý gì không? Có chiếc lý gì đó. Cậu bảy thấy đầy bụng rồi nè. Bụng luôn. Bụng. Cậu bảy là nghiên cứu chiếc lý dữ lắm. À. Đó. Mày nói chiếc lý không? Dạ. Bây giờ bởi ai mà trong hoàn cảnh đó, mà hai vợ chồng đang sống như hạnh phúc với nhau đó, là đừng là khổ nhất là khi mà có người thứ ba. Bởi vì khi mà một trong hai người đó, có người thứ ba rồi á, thì tình cảm nó nhạt phai đi. Là cái người kia làm cái gì, nói cái gì, hành động gì, cử chỉ gì cũng phải đúng nha. Nhưng mà yêu cầu tí xíu thôi. Gì? Là người ta cũng bắt bẻ. Nó bắt bẻ người ta tìm cách để bỏ mình đi theo người thứ ba, cho nên là khổ lắm. Còn mà những người báo tin vui cho những người mà đang là kẻ thứ ba thì mình cứ chuẩn bị tinh thần đi, mình chuẩn bị tinh thần là mình cứ tiếp tục mối quan hệ và mình xã giao với người ta đi. Bởi vì trước sau gì gia đình người ta cũng lục đục thì cứ tới lượt mình nhảy vô à, thì mình cứ giao lưu, cứ xã giao với người ta đi, trước sau gì cũng bị chồng người ta đem dao ra xả. Mình cứ giao lưu, cứ xã giao với người ta đi, trước sau gì cũng bị chồng người ta đem dao ra xả. Có xã giao ở tù. quá là chi lý. Đúng không? Đúng. Không chờ cho anh thằng đi. Nóc nữa nè. Ở đâu rồi ta? Đúng rồi, anh hai ơi. Đâu ta? Ở trong nhà á. Bin vô kêu đi. Đâu rồi? Ổng đâu kìa? Ổng đi ra. Ơi! Ai ơi? Không, ra ăn hải sản nè. Đây hải sản luôn nha, xịn lắm á. Đó, ăn đi. Hải sản. Món ruột của anh á. Ngon. Món ruột cách đây 27 năm. Món ruột cách đây 27 năm. Hải sản đó, hải sản đó. Tớp đâu? Ui! Bẹ luôn à. Ăn như lan bớt đi cha. Cứ bữa bà với bà Thương nhắc rồi. Đúng quậy luôn. Hải sản cách đây 27 năm. Ừ. Đúng rồi. Sao ăn à? Giờ Yến con dự vậy gì Yến khoai lang luôn đó thiệt. Kìa, có chén kìa ba. Có chén kìa, dặm cho anh Thường ăn đi. Đi quậy. Ép ngon lắm. Cùng bớt ra rồi. Ngộ xanh chưa ra ngủ ăn hải sản là mừng chết mẹ luôn. Bắp nhậu ra ăn hết đi. Bắp nhậu ra ăn hết đi. Mình ngồi xuống mình ăn một củ đi. Ăn đi. Nó hết thèm luôn rồi. Mình nhớ là tuổi thơ chứ. Dù gì cũng là món ruột mà. Ừ. Hồi bữa nghe cái câu chuyện ta ăn người ta lột vỏ ra thôi là bút bắp nhậy gớm với ông nội. Tao học theo mày hồi nhỏ đó. Học theo con nhỏ là làm gì? Mày ăn khoai lang mày bóp ra mày ăn. Ừ, anh bóp vậy nè. Thì bóp chắc được không? Nhắc là chị xưa hoài à?
tại chuyện cái ao lòng anh bỗng thấy ngao ngao lòng anh bỗng thấy ngao ngao trời trời còn cha kia đó đâu vậy ba không luôn không luôn gọi cho quất luôn cái hỏi ăn mà nó mất vệ sinh quá rồi rồi tao đâu đó thơm nè tôm đỏ nè càng đỏ nữa thấy hả càng luộc càng đỏ luôn phải sản mà anh thường tính ra em mua đủ kích cỡ đúng không dài bé lớn nhỏ cũng được này vợ hồi nhỏ anh bóp bóp vậy anh ăn cục nhỏ cục bự tao sao tao nhớ được bà hai gan giả bà hai nhớ bà hai kể cho tao đâu có ăn đâu đi tí vô vô hỏi mẹ chắc bữa giờ chôn giết cái bà ghét bà nói gì nữa trời ghét gì thiệt mà mẹ đi đâu không mày chỉ coi cái mặt tao mà chẳng lẽ cái mặt tao đi ăn cứt trời ơi sợ quá cha ai biết đâu được mặt tao đi ăn cứt em không biết là anh hai có ăn không chứ hôm bữa thấy mẹ đi em mua dây trái mẹ nghe thì mẹ đi tới đâu mẹ không kể mày nhỏ ai biết được 10 người ăn cứt hết chín này đó mày là người thứ 10 nè mày ăn nhiều nhất hả vô ăn miếng đi trời mời mọi người biết đi sản không đó hải sản đó đủ xanh với cậu cháu mà không được càng đục càng đỏ ừ vàng đỏ da vàng ruột con nổ kia bớt gì nữa chứ bớt sao như nè ghét nè làm đây quả ăn cơm luôn ngon thiệt nè nghe gần coi coi vào nghe gần coi vàng gần không trời ơi nó dính tùm lum y như thằng người nhỏ mua gì món nó ăn gớm lắm gớm gì trời khoai lang đang ngon chết bữa tao đó là tao thù khoai lang rồi bà nào bán khoai lang mời tao là tao lụm bình xịt bả luôn thì tao đó mời khoai lang đâu mời cứt cứt đây cứt đây ăn đây ăn đây mày ăn mày đừng cứ tưởng tượng tới cái đó là mày ăn được à ừ. Thì ai có nói đâu, ai có nói gì đâu. Cái này không giống mà không biết cái gì đâu. Đậu xanh á, mình nấu lên mình quết. Thấy gớm tét á. Thứ quỷ đó ăn một phát một nha, răng ra bảo lắm. Y chang luôn. Thứ quỷ đó ăn một phát một nha, răng ra bảo lắm. Y chang luôn. Rồi con quan nha. Này nóng mè đó. Đứa ngồi ăn nè. Lan ngon chết. Phải lãng dần xè luôn anh Thận. Mà em khoai lang không chạy khoai lang mà giờ mày. Mày thích xè không? Mày cứ ăn đi. Ừ ngon mà. Ngon mà đủ thúi mùi cứt ra mà sợ. Đó. Quay luôn. Quay đâu hả? Vô làm gì? Ủa mà hả? Cái lâu danh có hai xẻ đâu ạ? Đó. Mà cái dạng dạng nó cứ mẹ nó vừa ăn mà vừa nhớ là 26 năm trước rồi ai ăn gì không? Trời ơi. Hồi đó mày ăn mày cũng có cảm nhận được mùi đâu. Nhưng mà bây giờ nhắc tới là nghĩ tới cái hiện tại bây giờ là mình lớn à, mình nhìn cái đó là mình ớn à, gớm à. Bây giờ mày cứ tưởng tượng như hồi nhỏ mày không biết gì mày cứ ăn đi. Cậu ăn đâu đây? Ủa bà hai bà nói, ủa nhà có hai mẹ con rồi đâu có ai đi nhà đâu cho nó phải làm bóp. Rồi bóp cố rồi ăn bóp chén đi đi. Phải mà đó bà hai để cho nó ăn luôn đi là nó quen luôn tới lớn á là nó ăn cứt không đỡ tốn cơm. Quá chi lý luôn rồi quậy. Ờ. Được. Tự nhiên cấm nó không cho nó ăn giờ nó quen nó ăn cơm hao tốn cơm thấy mẹ đi. Ừ, ăn quặng lớn chứ. Ừ. Chán đề. Ăn ơi quá bắt cục dục gốc. Nãy tao lấy chén người ta ép ra. Bóp bóp cái trời vậy. Ngon bin. Ngon mà. Ừ cái ăn. Tao thường không dám ăn ta. Nó bị dị ứng. Dị ứng nè. Nhớ lại chuyện cái ao. Chuyện hôm 6 năm trước. Khoai lang củ bự ăn nó ngon cũng giỏi nè. Ừ. Vậy. Bởi vì đúng cái gì cũng vậy bự là nó ngon rồi. Mỗi đời. Bởi vì tao với mày đẹp á ai cũng chê mà phải rồi. Đúng rồi, mọi người là chơi hết chính rồi đó. Mày là người dạ. Đâu? Thằng nào? 28. Tao không ăn nhưng mà nó ăn.
Tu đạn hồi nãy là ông ép ngồi ăn đúng không? Bây giờ là tôi bắt thằng con ngồi ăn, bắt con Lý ăn nè. Ăn khoai lang con. À, cái củ khoai lang này à, mày cầm ăn nè, bẻ nó ra. Bóp ra là không có được lòi gỡ à, vậy nè. À. Mày phải ăn như vậy á. Ừ, cũng ăn đi. U là trời, mày ăn kiểu đó thì tao tới mày thua rồi, mày phải ăn như tao nè. Đó, nè, bóp nè, cái thằng gớm quá. Ha, phí vi phạm của trời, để cho gà ăn. Nói chỉ có anh thử ăn kiểu đó thôi. Ừ. U là trời. Vậy là Tú chưa biết rồi, cậu Bảy kể sự tích tinh thần đi cho Tú biết. Vậy đi em, cái thằng này là nhiều chuyện nhất lớp mà em được kể cho nó kể qua ông nguyên khói luôn, ông nội tao đợi quần luôn. Không, thằng này hồi nhỏ có không? Không, nãy nhỏ này như là có bốc cái thằng lằn thôi à. Cái thằng lằn luôn hả? Bốc thôi chưa ăn. Xém ăn, xém ăn. Nguyên mà. Anh hai con mà. Biết con hay là anh hai hả? Xém ăn, hai mẹ phát hiện sớm. Anh hai á. hồi bữa anh còn nhớ là anh kể mày chuyên gia là mày đi bốc cái tài sáp không luôn. Có mà mày suy nghĩ có không? Không. Chắc mày quên rồi. Giống như anh hồi xưa anh vậy nè mà anh quên mẹ. Má dữ phải lan luôn. Má bấm nhồi được không nổi ơi. Rồi để nó vô cho gà ăn đó. Để gà ăn cho bỏ phí. Còn gớt nữa nè. Cậu xanh nhìn gớm thiệt chứ nhìn tao không. Tao cũng mê khoai lang lắm đó. Nhưng mà từ khi mà mẹ kể câu chuyện đó rồi là tao thấy là tao thuộc khoai lang rồi. Thiệt. Ám ảnh. Nãy thấy anh hai về trước con hả? Con Thi. Sau cái clip này ngày mai đi xuống trường, ngày mai đi xuống trường là người ta sẽ biết tới tên của Tú hết. Tú chuyên bốc cứ cài sáp. Nổi tiếng trên trường luôn. Cũng được danh. Được danh. Có lạnh. Nổi tiếng là lớp 6 luôn mà. Thằng anh á thì chuyên đi bốc cứ cài lằn. Mẹ là chuyên đi bốc cứ gà. Vô rồi. Rồi Tú, con ăn căng nữa đi. Ăn nữa. Không nữa hả? Ít thôi. Em thử nói quải luôn hả? Quải. Quải trời đậu. Chứ anh thử còn hơn cưng nữa. Biết sao không? Biết chuyện gì không? Ba kể đi ba. Anh thử hồi nhỏ á, nhỏ đâu biết gì đâu. Thì em rồi cái không ai giữ cái bốc ăn luôn. Đúng là gà khoai lang này nè. Tú, nói anh thử vậy thôi chứ lên lớp đựng đồ nghe chưa? Ừ. Mà lớp nhiêu đứa? 31 đứa hả? Kệ. Ờ vậy kể 30 đứa kia thôi. Còn đứa không tự kể nha. Thôi mà được. Cho kể chỉ 30. Kể nguyên trường được rồi. Yên tâm đi, 30 đứa thế nào nó cũng đồn hết trơn á, yên tâm đi. Thôi cả nhà ha, thì hôm nay làm video này chủ yếu là cho Nông Thuận thôi. Còn bây giờ thì bye và hẹn gặp lại cả nhà nha. Bye bye.